Sáng ngày 8 tháng 10, trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2023 đã diễn ra vô cùng sôi động. Trong cuộc tranh tài nảy lửa, nam sinh Lê Xuân Mạnh đại diện cho trường Trung học phổ thông Hàm Rồng, Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua tất cả các đối thủ để giành lấy danh hiệu tân quán quân. Với màn trình diễn thuyết phục và kiến thức sâu rộng, Xuân Mạnh đã đạt tổng điểm 220, đánh bại các đối thủ khác bằng sự xuất sắc của mình. Không chỉ thể hiện bản lĩnh thi đấu, anh còn đối mặt với áp lực cực lớn từ cuộc thi. Đây thực sự là một chiến thắng đáng tự hào của thể thao học đường Việt Nam. Sau trận đấu căng thẳng, anh chia sẻ về hành trình của mình và tâm thế thi đấu. Xuân Mạnh thể hiện sự vui vẻ và lạc quan, đánh bại áp lực để đến với chiến thắng. Trong cuộc trò chuyện sau trận đấu, anh chia sẻ về tinh thần thi đấu và đối thủ của mình. Xuân Mạnh đánh giá cao tất cả các đối thủ và không coi ai là đối thủ đáng gờm nhất. Anh cũng tiết lộ rằng bí quyết học tập của mình chủ yếu là đọc sách và nỗ lực không ngừng.